Ăn vụng đồ thừa. Hôm nay có cá hả mẹ? Ừ, cố gắng ăn nhiều vào cho khỏe mạnh. Tội nghiệp con tôi. Ngày nào cũng phải ăn mấy thứ khô khan, thiếu chất. Người cứ quắt hết cả đi. Mong sao cho nó đừng ốm đau, bệnh tật. Sao mẹ không ăn? Ừ, mẹ ăn đây. Mấy đứa ốm đau, giặt dẹo, phải ăn thịt cóc mới khỏi. Đúng rồi đấy, mà tôi nghe nói trứng vịt lộn cũng tốt lắm, ăn cũng tăng cân ngay. Con mình ăn thiếu nhiều chất, nên thằng bé cứ gầy nhom như thế. Phải rồi, bằng giá nào mình cũng phải cố mua cho nó ăn, ít nhất là một trái trứng vịt lộn mỗi ngày. Chị ơi, cho tôi... Cô mua mấy trứng? Dạ, một thôi ạ. Sao không mua vài cặp mà ăn? Một quả trứng thì bỏ bèn gì? Với người ta, trứng vịt lộn là món quà vặt bình thường. Nhưng với mẹ con mình, một quả cũng là một món quà xa xỉ lắm rồi. Thế nào, lấy mấy trứng đây? Này, cô kia, có mua không? Sao cứ đứng ngay ra thế? Chắc thằng bé thích lắm đây. Hãy còn nóng đấy, con mau ăn đi. Trứng vịt lộn hả mẹ? Trời lạnh thế này, cầm quả trứng nóng trên tay đã thấy thích rồi. Huống chi được ăn nó mẹ nhỉ? Ừ, đưa mẹ cho ra bát rồi con ăn nhé. Ngon quá mẹ ơi. Cái miếng này là cái gì mà nó cứ cứng cứng, chả có mùi vị gì thế hả? Con không ăn nó đâu. Đó là cục gì của trứng con ạ? Thôi, không ăn để mẹ đổ đi. Trộm vía, mới chục ngày ăn trứng mà trong thằng bé cũng có da có thịt hẳn ra. Trứng ngon lắm, con ăn thế này, mẹ có ăn giống con không? Có, mẹ cũng ăn mà. Mẹ ơi, nếu ngày nào mẹ con mình cũng ăn trứng vịt lộn thế này thì sẽ luôn khỏe mạnh mẹ nhỉ? Ừ, con cứ khỏe mạnh, không ốm đau là mẹ mừng rồi. Những đồng lãi từ chuyến đi buôn. Đúng là chẳng gì cực bằng cái nghề đồng áng này, mà rồi cũng chẳng được bao nhiêu. Quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhọc quá. Giờ còn trẻ, còn làm được, sao già yếu, không biết trông vào cái gì. Này, kia chẳng phải anh Tám đấy ư? Anh Tám, anh Tám ơi! Chào hai anh, lâu quá không gặp. Lâu quá không gặp, hai anh khỏe không? Chúng tôi vẫn vậy thôi. Ấy chà, anh làm gì mà dạo này ách thế? Trông là biết trúng quả rồi. Quần áo là được thế này, lại còn xe xịn thế kia.
thì cũng phải nghĩ cách đi buôn mới mong nổi đời được. Chứ cứ rù rú ở làng quê này thì ăn thua gì. Anh buồn cái gì vậy? Chỉ cho chúng tôi với, chúng tôi cũng đang chán cái cảnh này lắm đây. Đây, đài á? Bản ấy cách làng ta 50-60 cây số thôi. Ở đấy dân trí còn thấp. Tôi mang đài lên bán, dạy họ cách sử dụng, cập nhật được thông tin, họ thích lắm, tranh nhau mua. Ừ, hằng ngày ngoài này tôi lấy cái loại rỡm rỡm, rẻ tiền, mang vào ấy, bán phải được gấp hàng chục lần. Gì? Những chục lần ư? Lãi kinh thế. Thế mới nói. Nhưng như vậy có quá đáng không? Đành rằng buôn bán thì phải có lời, nhưng lãi quá cũng... Kệ chứ, mà dân bản họ còn ngây thơ lắm, không nghi ngờ gì đâu. Phải đấy, thế đợt tới anh đi, cho tôi đi theo với nhé. Được, anh có đi luôn không? Không, tôi không đi đâu, tôi thấy cứ thế nào ấy. Thôi, tùy anh, chứ tôi thấy vụ này hay quá rồi còn gì. Sao anh bạn, đi chưa quen có mệt không? Mệt thật. Nhưng không sao, tôi cố được mà. Đường tuy khó đi một tí, nhưng tính sơ sơ chỗ này ta cũng phải lãi vài triệu. Anh thấy còn gì sướng hơn không? Trời ơi, nghe đã thấy sướng rồi. Anh giỏi thật đấy. Gì thế? Ôi, ôi, nguy quá. Anh Tám, anh có sao không? Có ai không? Cứu tôi với. Đau quá, chân tôi. Trời ơi, chân tôi đau quá, chắc gãy rồi. Xe cũng hỏng rồi, anh thì gãy chân. Chúng ta chỉ còn nước ngồi xem có ai đi ngang qua thì nhờ giúp thôi. Có ai không? Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với. Cứu tôi với. Ai đấy? Có chuyện gì vậy? Ôi, cứu với, cứu chúng tôi với. Ôi, tôi ở đâu thế này? May quá, anh tỉnh rồi. Ấy, cậu đừng có cử động, nằm yên tại chỗ đi. Chân cậu bị dập rồi, suýt chút nữa thì đứt cả gân. Trời ơi, nặng thế ư hả cụ? Nhưng mà đừng lo, già làng đã bó thuốc kỹ cho cậu rồi. Nghỉ ngơi vài ngày là đỡ đau thôi. Già làng phải lên tận đỉnh núi hái lá thuốc đấy. Tốt lắm. Bà con tốt quá, chúng cháu thật may mắn. Có gì đâu mà hai cậu nói vậy. Hai cậu chẳng ngại được xá xa xôi, lặn lội mang cái thông tin lên tận đây cho chúng tôi. Lời lãi chắc cũng chẳng được là bao. Chúng tôi còn chưa cảm ơn hết nữa là... Không có gì. Hai cậu đừng ngại, cứ ở đây nghỉ ngơi. Bao giờ khỏe hẳn hãy về. Dân chúng tôi không có nhiều tiền, nhưng tình cảm thì dư dả lắm. Chúng cháu cảm ơn mọi người. Chúng cháu... Những điều người khác nói. Ồ, con về đấy à. Ba à, lần này con về ở luôn với ba. Con không muốn để ba ở nhà một mình nữa. Thế còn công việc của con ở trên thành phố? Con xin nghỉ rồi ba à. Con thấy mình không hợp với công việc ngồi một chỗ. Con nhớ biển, con muốn lại ra khơi như ngày xưa đó ba. Cái thằng, nước biển nó hòa trong máu rồi. Nhưng con định lại đi phụ thuyền sao? Thuyền nhà mình bé tí lại cũ quá rồi, không thể ra khơi xa được. Con để dành được ít vốn, con sẽ đóng một con thuyền mới. Vậy thì được rồi. Cậu Dương về chơi đó à? Dạ, cháu về hẳn đấy ạ.
Sao? Công việc trên thành phố không ổn à? Sao lại về cái quê nghèo này làm gì? Đúng đó, ở thành phố đỡ cực hơn cháu. Về làm gì? Cháu về đóng thuyền ra khơi bác ạ. Chẳng có ai như cậu cả. Giờ người người thoát ly lên thành phố, người ở lại tìm hướng nuôi trồng thủy sản. Có mấy người muốn ra khơi nữa đâu. Dạo này kéo được nhiều cá không bác? Biển động suốt, lại nghe tin có cướp biển, có ai dám ra khơi xa đâu. Đánh bắt gần bờ cũng chả được mấy con à. Cô ấy nói đúng đấy, đi biển giờ cũng khó khăn, có người còn bị đắm tàu, bỏ cả mạng không về được kia. Cậu nghĩ kỹ rồi hẳn làm. Sao vậy con? Con thấy nhiều người khuyên con nên bỏ việc ra khơi, cảm thấy có chút gì hơi lo lắng ba ạ. Chẳng nhẽ ra khơi là khó vậy sao ba? Họ nói gì? Biển động suốt, lại nghe tin có cướp biển, có ai dám ra khơi xa đâu. Đánh bắt gần bờ cũng chả được mấy con à. Có người còn bị đắm tàu, bỏ cả mạng không về được kia. Con trai à, giúp ba đẩy cái thuyền kia ra biển đi. Ba sẽ chỉ cho con thấy điều này. Nào, cứ làm theo ba, ba sẽ giải thích cho. Ba định đi giăng lưới giờ này hả ba? Con đưa thuyền ra khơi đi. Ba làm gì thế? Ba dừng lại đi, nước đang tràn vào đó. Nếu tiếp tục chiếc thuyền sẽ chìm đó ba. Đúng rồi, con hiểu ra điều ba định nói rồi đó. Con vẫn không hiểu. Đại dương mênh mông sẽ không thể đánh chìm một con tàu nếu nước không tràn vào bên trong nó. Chiếc thuyền này giống như sự quyết tâm của con vậy. Còn những lỗ nước tràn này giống như những lời nói của mọi người. Nếu con để những lời nói đó chi phối thì sẽ khiến con bị nhục chí dần thôi. Ba, ba không quan trọng con sẽ làm gì, nhưng là Nam Nhi, đã quyết tâm thì phải lăn xả thực hiện bằng được. Ba tin ông trời không phụ người có chí đâu con. Ba, con hiểu rồi ba. Con sẽ tiếp tục đóng tàu và ra khơi. Sẽ chẳng điều gì làm con thay đổi suy nghĩ nữa. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.